thì đây là một cái xe của khách. Lúc mà trước khi làm nồi á thì khách có kêu là đi xe rất là hao xăng luôn. Anh kêu là đi từ An Phú Đông qua chỗ mình ở quận 12 cũng không có xa mấy, chắc tầm chục cây à. Là kêu là đi đổ 50 ngàn xăng mà giờ nó xuống còn nhiêu đây. Thì mình mới mở cái nồi ra mình coi, mình làm cho khách thì cái nồi này nó rất là lì luôn nè, chạy không có được luôn. Nồi nó bị sao Phú? Nồi nó bị gì Phú? Nồi Trung Quốc hả? Nồi zin nhưng mà nó hư đúng không? Zin hàng mới. Thì bây giờ thay lại cái nồi khác mà bao ảnh chạy là nhẹ hơn và ít hao xăng hơn nha anh em nha. Thì có một cái vấn đề đó là khi mà anh em chúng ta đi xe nó bị hao xăng á, một phần nó chỉ có một phần là do bình xăng con thôi nha, một phần còn lại là do những yếu tố khác, ví dụ như lửa, do nồi, hay là thậm chí là do cả cái bánh xe của anh em đó, bánh xe non đi nó cũng hao xăng đó nha. Phải đi gì đấy, rồi bình xăng con thì nó bị xuống hơi hay là nó đủ thứ hết anh em, cho nên là không chỉ bình xăng con ha, anh em kiểm tra nhiều cái anh em mới biết được nha. Rồi, thì anh em nào có nhu cầu làm nồi liên hệ mình ha. Đây là một chiếc Future này, đang làm nồi. Sáng là một chiếc Way S rồi. Bây giờ làm thêm một chiếc rim Thái nữa ha. Anh chủ xe vừa tới, bây giờ sẽ làm chiếc này cũng bị sao anh? Nồi tuột hả? Nồi yếu. Đó, bây giờ là phải mở cái nồi ra để coi tình trạng nó như nào, rồi khắc phục lại ha. Ok, anh em nào có nhu cầu làm nồi cứ liên hệ bên mình nha.